Hey, nè mọi người ơi, hôm nay là dẫn mẹ với ba đi đi mua đồ, đi sắm giày, mấy đôi giày, dép, rồi mấy cái áo rồi nữa. Ở trong cái mo của bên Ngọc á, rất là thích cái mo này. Cái này là ao, cái Sawgrass Outlet rất là lớn. Hey. I don't know. Make sure because I don't want to come back. Yeah. Để coi chắc người ta chưa lấy ra đủ cái cục mà cục hút hút 500 á. Chắc người ta chưa lấy ra đủ. Đúng rồi. Để lấy ra cho không mất công mà mình về mình đâu có lấy được. Chờ chút không? Chờ chút. Cái đồ á, cái cục 500 nó dính vô đồ quá nên là bây giờ người ta phải lấy cái cục 500 đó ra. Cây có áo, có cái đó quần đó. Món này là giống như mo ngoài trời vậy đó. Coi ba đứng mà cầm cái túi bự mà. Bự quá trời bự luôn. Đứng lên. Đứng lên. Is that that way I want to stop by Ted Barker? Huh? Ted Barker. Okay, me and JD are going to go to the Lego store. Yeah. And then you come in the mall and see us. In the mall. Ok, đi mẹ, đi à. đi vô mall luôn đi, vô trong này nó còn. Đi vô Lego store cho nó. Nó muốn chơi cái này ha. À, nó muốn chơi cho nó chơi cái này nè. Hey. Wow. Được với mẹ. Rồi để ba tính tiền xong rồi vô chơi nha, cô chú ơi. Giờ chơi là nó lên nó chơi cái này nè cô chú. Ui trời đã chưa? Hả? Ủa vậy hả? Con hơi không muốn chơi hả? Oh, ok, chơi chút xíu thôi phải không? Nhìn thấy đáng sợ quá hả? đó đi lại đó kìa. She said she just wanna play a little bit because it looks scary. Ok, let's go. You got 7 minutes, được 7 phút nhúng á nghe. Đúng rồi, 7 phút thôi đó. Đó, vô mặc áo vô. Quá trời đã, cô chú ơi, lần đầu tiên chơi cái này cô chú ơi. Cái gì đâu sợ đó, anh cũng hạ cánh an toàn thôi chứ đâu sợ. Now your turn. Ok. Ha, coi vô cởi giày ra nè. Đứng lên đó con, đứng lên đó. Wow. Đứng lên đó chị đó, đứng lại chị. My dad's sitting out there, over there. Yeah. Nhúng cho vui nha. Jump high, as high as you can go. Just like Jolly Jumper. Yeah, just like a Jolly Jumper. Yeah. Or the trampoline at home. Yeah. Bay, ba cái tiệm này không phải bay. Đi vô tiệm kia, vô tiệm kia. Yep. Bye, bye, bye. Colin, JD. Cầm cái tay đó, đúng rồi. Bắt đầu, chưa. 7 minutes, yes. Whoa! Then jump down. Yeah! Jump, trời nó nhẹ quá, nó xuống không nổi luôn. Nhảy lên, đúng rồi, wow. Đó, đúng rồi, con nhảy lên. Yeah. Nữa. Wow. Đây đó, đúng rồi. Jump đi, chơi đi, chơi đi. Jump your feet. Nó nhẹ quá, nó xuống không nổi luôn. Trời ơi rồi. Cô đó cũng phải kéo cái chân nó xuống dưới, xuống đâu được. Nhảy xuống, đúng rồi. Bẹt chân ra, đúng rồi. Hay ghê. Good job, JD. Nó nói chỉ có hơi sợ chút xíu thôi. JD, jump your feet. 1, 2, 3, yeah. More, yeah. Nữa, đúng rồi, mạnh lên.
mạnh lên, mạnh lên. Con mà không làm mạnh nó đâu có đưa con lên đâu. Mấy cái đứa mà nó dạng dạng nó nhảy là tú kia luôn á. Giỏi quá. Rồi đó, còn ba con thì đứng cái giờ ở trong thì nhảy, còn ba đứng ở trên ở ngoài ba nhảy. Được đời không? Hiểu chưa? Trời ơi. Ôi trời ơi, giờ dạng rồi, nhảy dữ rồi tài. Tài. Bây giờ nhảy dạng nhảy quá ta. Nhảy lên. The highest one. Whoa. Higher. Higher than that. Just push your legs. Oh, yeah. No, she's just touching it down. Bảy phút à. Sắp hết rồi nha. Còn có 2 phút à. There's only 2 minutes left. 2 minutes left. Á trời ơi. Thấy gì không? Thấy gì á? Trời ơi, thấy đây là sao hả? Quá dữ không? See what she see, what she sees is up here. Oh, thấy cái đó nè hả? It's virtual reality. Oh. So when she looks up, she looks up, she can see up. She can't see you, JD, baby. Đây, Ngọc cho mẹ ngồi để làm cái foot massage, là massage chân nãy giờ đi cũng mỏi. Mẹ nãy mà sao ok có lý không? Ok khỏe, có chân không? Khỏe chân ha. Nãy giờ đi nãy giờ cũng mệt chứ. Lâu lâu gái dẫn đi. Cho mặt xa hai cái chân khỏe không cả nhà. Hai mẹ con nằm. Nửa tiếng đồng hồ, hai người nửa tiếng đồng hồ. Tại vì Ngọc cũng cần bóp cái vai. Ngọc qua lấy xe nhiều quá. Bóp cái vai cũng dài cứng ngắc luôn bạn ơi. Vai cứng đơ cứng cầm luôn. Còn người ta bóp vô mà đau thì là đau, nhưng mà vẫn để người ta bóp. Nó y chang như là nó trục như vô cái cây vậy. Nó đau vậy con, chứ qua ngày hai ngày nó khỏe luôn. Giãn ra ha. Giãn rồi bóp. Chứ còn mình ngồi lái xe mình cứ chấm người ngoài á. Đúng rồi. Nên nó đau lắm. Mẹ thấy khung cảnh ở Florida sao mẹ? Đã. Đẹp ha? Mát. Mấy cây cọ đồ này kia. Ừ. Mát cả nhà ơi. Cái điều quên lấy xe ra được kìa. Ngọc dẫn ba mẹ Ngọc đi qua cái chỗ này là chỗ ăn cháo lòng nổi tiếng đó. Sushi bar không? Đem từ Việt Nam mà luôn á, có lấy không? Yeah, it's real. Cái này cái ca con da sống mà. Không ra 50. 50 nè. 50 phần khối nè. Lâu dữ. Đâu? Cổ mà ba. Ừ, xe này xe cổ đây. Đúng cổ luôn đây. Nghe không? Ở đây thì có chỗ này bán cái ăn bán cháo lòng rất là ngon. Thôi ngồi ngoài này ăn đi. Ở trong nó lạnh quá. Thôi giặt vô cho bà. À bây giờ ba với mẹ sẽ ăn cái cháo lòng ha. Mỗi người tô. Ngọc qua mua cái rút mía. Bỏ vô miếng ớt vô không? Rồi bỏ giá vô. À. Để vô cái tô này nó nóng cháo lâu. À, ba có nước, ăn nước mắm chưa? Có xịt nước mắm chưa? Rồi ba chọn cho ba ăn đi. Độn lên thấy ớt đỏ đi. Cay hả? Cay nhưng mà thấy ngon. Xin mời cả nhà nghe. Có ớt mình lâu lắm mới ban cháo lòng đi qua bên Mỹ.
ăn thử cháo lòng của Mỹ như thế nào đây. Đâu có, anh này người Việt Nam làm mà. Việt Nam làm cho mình ăn thử cái bên này. Đúng làm rồi. Như thế nào. Chú Lũ với cô Nhung khen á, từ từ nha ba. Nóng á, từ từ. Được không? Vị được không? Có chanh chỗ dắt ăn. Mẹ ba dắt chanh nè. Ba ăn cháo rồi phải dắt chanh. Được không ạ? Ráng ăn hết đi nha ba. Được. Này này. Này cháo này đa số người ta không có, không có cái nhiều, nước nhiều không mà, nên là cố gắng. Uống nước biết rồi mẹ. Ba muốn thì mình kêu thêm dĩa, dĩa dĩa riêng. Nhiều lắm á, ba coi ba quậy quậy dưới chứ nhiều lắm á. Rồi, bây giờ tô của Ngọc với của mẹ ra hết rồi nè. Quá trời đã luôn. Thơm, rất là thơm mẹ ha. Con nặng cái chanh vô mà ăn ngon. Con nặng rồi. Ba trời, nãy giờ ba nặng cái gì mà ba nặng ba lát chanh dữ ba. Ăn vậy mới ngon. Ủa vậy hả? Ba thích ăn cháo vậy hả? Cháo vậy. Các bạn coi ba Ngọc nặng kìa. Thôi con nặng chút xí thôi à. Nhiều lắm mẹ không ăn. Được không mẹ, thấy vị được không? Ngon, vừa ăn. Vậy cũng đúng Việt Nam luôn ha. Ừ, mà cháo lòng nó không biết nấu làm sao không ngon không? Sao? Nó không có tanh cái mùi lòng. Đúng rồi. Mà chỗ này nấu không có tanh mùi lòng. Đúng rồi. Cháo lòng. Mẹ nấu là không có tanh mùi lòng mà chỗ này là cũng vậy. Thì cô Nhung với chú Lũ order mẹ là qua, cô Nhung chú Lũ với Benny qua là nấu cháo lòng á. Dạ. Hồi đó là cô Nhung trên đường đi sân bay, sắp ra sân bay là mẹ nấu cháo lòng, là cô Nhung nói quá trời ngon đó. Chuyến này là qua là phải nấu cháo lòng. Thế nè, đây chợ kế bên đây. Đó, chợ kế bên luôn, bởi vì con đi đây cho mình dễ ấy, mình vô. Ngon ba? Ngon. Ok, rồi. Mời cả nhà dùng bữa với mình nha, cháo lòng ngon lắm cả nhà. Ok. Bởi vì mẹ thấy lần nào con qua đây cũng ghé đây ngăn phải không? Đó, con thích vậy đó. Ngon. Rồi đây nè mọi người ơi, thì hôm nay là đi mua đồ cho ba với mẹ shopping về, hôm nay là khoe cho mọi người là ba với mẹ đã thu hoạch được cái gì nha. Đây, hôm nay con gái mình đã mua tặng mình đôi giày này đẹp lắm. Đôi giày nữa cả nhà ơi. Đây một đôi giày thì quá đẹp mọi người ơi. Ba mở ra ba đi ơi, ba mang cho mọi người. Ba thích mang mấy đôi giày này biết sao không, nó nhẹ. Dạ. Đi bộ nó nhẹ, nó nhẹ mà nó mềm, nó không có đau chân phải không? Đó, con ba mang nè. Cái này mà mang vớ vô nó là hết ý luôn đó. Vừa y ha. Mà bận quần cột mình đi mang đôi giày này cũng đẹp luôn, nó mềm lắm. Đi không? Đi thoải mái không? Thoải mái. Hả? Bà ngon. Ôi thoải mái cho trượt té rồi. Gì chưa gì sớm té rồi. Rồi tiếp tục lại gì nữa nè. Tiếp tục là đây nữa nè. Wow. Đôi dép hả? Anh mua đôi giày, đôi dép đó. Đôi giày với đôi dép, con gái mình mua cho mình đôi dép nữa nè. Đây. Cái ba mang ba đi ra ngoài. Đó. Đôi dép này cũng mua cho mình đôi dép này nữa nè. À, ba bỏ xuống ba mang cho mọi người coi đi. Bỏ xuống mang ha. Dài cũng vậy. Quá ok luôn ha. Dép da luôn rồi. Đây nữa. Cái áo đó cô Điều Quỳnh. Áo đó cô Điều Quỳnh. Áo Điều Quỳnh. Áo của ba. Áo của ba ở đây. Không, cái quần của Điều Quỳnh luôn. Có Điều Quỳnh luôn. Này cũng có được quên ha. Dạ. Yeah. Rồi ba thì này có được quên nữa. Trời cái. Trời cái áo. Đây ba cái áo qua đây. Sặc sỡ luôn. Đó, màu vàng, một cái màu vàng. Một cái màu trắng, không dễ thương, hai cái nào cũng dễ thương ở đây. Dễ thương không? Đó, dễ thương luôn. Mọi người thấy đẹp không ạ? À? Để chị cho mình xin một like nha. Trời ơi, đây xin like rồi nữa. Đây xin like, đây xin like luôn. Nay ông tự đi, ông tự lựa đó mọi người. Tự lựa luôn đây. Đó. Cái gì ạ? Hết ý luôn. Ờ, cái đó là cái quần mặc. Rồi, quần mặc của Điều Quỳnh. Xong rồi phải không? Còn không, còn mấy cái áo lót ở trong nữa. À, còn mấy cái áo lót của ba nữa chi, đúng rồi. Ba Ngọc thích mặc đồ, là thích mặc cái áo, có áo lót ở trong á các bạn. Áo lót ở trong. Nên là ghé vô CK mua mấy cái áo, áo lót mặc ở trong vậy nè. Đúng áo rồi. Hả? Ba mặc đôi tay mà. Trời ơi, mang đôi dép dễ thương ghê không? Đó, dễ thương luôn. Đó. Rồi tới mẹ ơi. Rồi cái này bây giờ con bỏ vô hộp ba cắt nghe. Thôi thì để đi mang chứ bỏ hộp cắt gì? Ba để ra ngoài luôn, ba để qua đây nè. Để đó đi, để dành có đi ra ngoài chị mang. Đó. Để đây ha. Để của không? Mình. Bỏ luôn về luôn. Được hai cái áo, được mấy cái áo mà nhờ. Đây. Cái áo này nè, đó, giống như vậy nè. Đó. Cái nhà coi nha, thấy đẹp không? Mẹ ơi, mấy đồ này mình mặc ở nhà, đồ này kia đó. Đi ra giường ra đồ cho thoải mái thôi.
thay thêm cái nữa là cả nhà nữa. Mấy đồ này thì đơn giản, đơn giản dễ hiểu. Ở nhà đồ vậy đó. Nay Thái Ngọc lựa cho mình cái bộ đồ. Này áo liền quần luôn. Đây, cái bộ đồ này thì áo liền quần này cả nhà. Cái này mà cái này là áo này nãy mình có thử rồi. Thoải mái lắm, nó nhẹ nhàng lắm. Giờ cái Lululemon. Mẹ thử mặc vô cho mọi người coi. Mặc vô cả nhà coi nha. Ba đi mua đồ rồi con. Ông ngoại á. Ồ. Mẹ mua cái áo lựa cái áo này đi để mẹ mặc đi vòng đó cho nó nhẹ nhàng, mát nhẹ. Không, áo này đẹp á mẹ, áo này quá đẹp. Con thấy đẹp á. Rồi mình cũng lựa cái này, cái màu này cũng ngọt, cũng dễ thương cả nhà ha. Đó. Đây là. Đó, đây là một cái quần bằng cái nhà. Hôm nay mua đồ ở nhà không được Quynh lựa cho. Này là Liều Quynh lựa đưa mẹ nè, mọi người tin không? Mẹ cái áo nè, có cái quần nè. Đưa mẹ hai cái quần mà cái màu kia thì kỳ quá nên mặc thử cái màu này, lấy được cái quần này. Quần nó mặc thoải mái lắm. Rồi. Áo này cũng mặc ở nhà. Đó. Đây một cái áo này nè cả nhà. Mẹ cái đồ này mà khi mà mẹ mặc ra, mẹ trước khi mặc là mẹ mở này ra hết nè. Mà mẹ có cái tính là mẹ không có thích mặc đồ mà nó có cái ấy, cái đó hoài à, của Điều Quynh hả? Của Điều Quynh. Mở ra luôn đi, mẹ mở ra cho mọi người coi luôn đi. Nó đi mà nó quên đem đồ ngàn này. Quên đem quần cục theo. Đó, giờ phải đi mua về để mặc chứ. Nha, quần cục đó. Màu này đẹp ngọc ha. Ồ, cái dải quần này tốt lắm mẹ. Cái này đẹp, bận thoải mái lắm nè. Thoải mái lắm. Cái điều giản. Còn nữa không? Cái đó áo của con á, mua mặc cho vui. Không, bữa nay Ngọc là người ít đồ nhất các bạn thấy không? Đồ áo chi đâu? Áo dễ thương không? Áo chui chơi cho vui. Ê, thôi. Mẹ nó có cái áo màu này mà. Hay nè. Áo to là mẹ mua cái màu đó. Quần đó, quần của Đi Quynh luôn đó, Quynh cũng mua được 5-4 cái quần. Để về mặc được rồi. Còn cục. Lựa mấy quần đẹp chứ. Đẹp chứ. Quần tại vì Quynh có da có thịt đó. Nên mặc mấy cái quần nó lên nhìn á. Nè, đây đây nè, cho mọi người coi này luôn nè. What you can see, what can you see? Lựa cái áo màu ngọt ngào không ta nè. Con coi cái gì? Quần này để bơi, quần để bơi. Ồ, cái size đó là size mấy vậy? Thấy luôn người rộng hơn mấy cái quần này ạ. Cái size đó là size để chút về coi mặc vừa không? Vừa đi coi đi ấy là quần nó mua trong Hugo Boss á. Mà con nghĩ là hơi bị rộng rồi đó. Mà sao nhưng không có thử mà đo. Lấy con đo. Trời cái gì size 50? Hả? Cái gì dữ vậy đấy? Size 50 nè. Rồi size 34. Để thử coi, chút nữa về thử coi chứ con thấy vậy là hơi rộng cái rồi đó. Rộng. À? Rộng. Ừ. Để đó quăng bên đi rồi giữ lại cái receipt, không biết còn giữ lại cái receipt không biết. Cái này có ai con? À cái đó cái gì vậy? Trời đất ơi cái gì vậy? Chắc bộ đồ này mua cho con quá. Trời ơi coi kìa coi được đời không đi nhớ mua đi mua đồ 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 của người con mèo bóng đêm. Chắc mua đồ. Trời ơi đi mua rồi. Chứ ai nữa, tự nhiên hồi nãy ngồi trên xe nói là có mua cho con một thứ gì đó, con nói ủa mua gì vậy trời? Trời ơi mua lắc kỳ. Mẹ ngủ này dễ thương à. Được không? Được các ba. Đó ngọt ngào. Con biết sao không? Cái này giặt sấy cái là sấy vô cái đó thùng vô cái nữa là xong. Chưa giận ghê không? À cái này là nó mua hồi nãy nó mua cho Ngọc nè. Nãy đi dẫn đi ra. Nó là nó thun đẹp cái Ngọc bận nó mềm mịn nè. Nó mua cho Ngọc. Khỏe thì cái. Rồi các bạn nhớ áo này cũng dễ thương nha. Ảnh không biết đi chợ. Ảnh biết sắp tới sinh nhật con trai ở nhà vô ôm cái nồi chảng vậy. Trời ơi đi chợ mày thấy Đi Quynh vô xong sáo không, mua đồ hết đồ này tới đồ kia đồ nọ, biết mua đủ thứ hết. Mẹ đi chợ đây nó chứ cũng ngờ lắm Ngọc ơi, tại vì thứ nhất là mẹ không có đem cái kiến theo cho nên là mẹ nhìn nó không có được rõ, với lại là nó in cái chữ á, chữ tiếng Anh không mà nên mẹ đâu không biết cái gì vô gì hết, biết gì vô gì đâu. Phải ở một thời gian. Phải ở thời gian, phải để ý, phải nghiên cứu kìa. Áo mà mày mặc đẹp á. Ừ. Áo cũng đẹp chứ ha. Có lý á. Ừ. Dễ thương. Ủa còn cái áo dưới đây nè. À áo đông của Điều Quynh. Điều Quynh lựa cái áo này đẹp chứ. Con thích cái màu sáng sáng hơn. Không, sáng sáng bận mấy áo là đẹp lắm Ngọc ạ.
À, chất liệu vải này cũng đẹp đó nè. Mẹ là từ nào giờ lần đầu tiên mày mới bận cái áo với cái quần dính liền. Không, hồi nãy con thấy được. Được hả? Hồi nãy con thấy được. Đơn giản đi vòng vòng thôi. Như vậy là cũng đã kết thúc cái video clip của ngày hôm nay. Nguyên một ngày hôm nay đi cho tới bây giờ là 7 giờ tối mới về rồi đó mọi người. Hên là ăn uống ngoài đường luôn chứ mấy là hết giờ. Thôi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, đón xem những cái video clip của gia đình ở Florida nha. Nhớ hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà.